Những danh cao huyền thoại, những ngôi sao nổi tiếng, danh tính của họ không ai biết. Họ là ai? Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. The Masked Singer Việt Nam đã trở lại. Độc nhất vô nhị rồi đó. Tất tiền. Thôi đừng hỏi em, hỏi ai chắc chắn. Trời ơi. Em anh Thành ơi, em không biết rồi. Khu vực của anh Thành. Anh khoanh dùng người đó anh. Thôi đừng làm áp lực tôi. Hay để tôi bình tĩnh lại một chút. Năm nay tao không ai tự tin hết vậy. Không được. Dạ thưa cô. Phương ơi, tự trọng. Cô em không nhớ tên đẹp nên em chỉ muốn. Không có vậy được. Thu bài. Rồi lấy luôn bài luôn. Hết thời gian rồi. Xin xin một cơ hội cuối. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em tham gia. Không có xin thỏ gì hết. Hôm nay thì khi mà make up thì em đã lên Google để em tra xem những cái nốt ruồi nào để mình chấm thêm để nó tạo cho mình một cái phong thủy tốt. À. Thì là em đã chấm một nốt ruồi ở ngay đây là nốt ruồi giữa cung điền trạch giúp cho mình có đôi mắt tinh anh. Ồ, sao điền trạch mà tinh anh em? Điền trạch là đất đai mà ta. Hãy giải định phủi em nhiều lần. Không, anh ơi, em cố tình chấm mà. Năm ngoái chúng ta có những cái đấu đôi thì hy vọng là năm nay chúng ta sẽ có những cái trận đấu ba. Đấu ba. Đấu ba. Đấu ba thôi em, đấu ba là đấu mới. Quang Vinh à? Hồ Quang Hiếu. Nhưng mà bây giờ mình có cái dự kiện là sinh năm 86. Anh ông Cao Thắng. Ý da, hẹn chi hôm nay mới thấy kêu bay từ bên Mỹ về. Chưa gặp em luôn. Khỉ có ương xong luôn không? Ương có, tôi đoán như vậy. Hẹn ngủ nhà, ngủ cà phê mấy lần mà từ chối hoài. Cái câu còn xảy giao đó. Ê, bữa nào cà phê nha, cái gần 10 năm sau cũng vậy. Em ơi, cái câu đó là cái câu kinh điển nhất cuộc đời. Dịch cả tiếng Việt nha, từ tiếng Việt cả tiếng Việt nha. Bữa nào cà phê nha, là đừng bao giờ gặp nha. Đồng ý. Có khi nào đây là DJ Wu Kong không? Ngô Nghiên, con đừng quăng miếng nữa. Quà. Dạ. Quà. Con đi đây sư phụ. Chào Bích Phương. Ở mùa 1 theo dõi chương trình thì Phương cảm thấy như thế nào? Em thấy là hội đồng cố vấn quan trọng. Tại vì là mọi người còn đưa thêm dữ kiện. Rồi mọi người cũng cùng đoán với khán giả để xem ở đằng sau mặt nạ là ai. Cho nên khi mà em nhận được lời mời tham gia thì em cũng khá là áp lực. Thế nhưng mà bởi vì đây là một chương trình quá là tuyệt vời, được nhận lời mời là một cơ hội rất là lớn với em, nên không lý do gì em từ chối cả. Nếu mà có hơi kém một tí thì em sẽ nhờ bà anh Thành với cả Tóc Tiên như những người đã có kinh nghiệm. Chưa gì có ý định copy bài gì. Trời, giới thiệu với em, đây là hai nhân vật cố vấn được quay trở lại mùa này bởi vì họ sở hữu đôi tay rất nhạy. Anh Thành cần 3 nốt là anh biết được đó là ai rồi. Với cách nói chuyện của em thì tôi nghĩ rằng là em nó đang đánh giá khá cao cái mối quan hệ của tôi với em nó. Ô anh, em đã nhắn tin trước cho anh là em còn yếu nghề, có gì anh giúp đỡ. Anh bảo là KKK ok em mà. Đó, KKK là từ chối nha em. Ngôn ngữ của Genji. Thưa quý vị, tôi với Tóc Tiên sống không ai giúp đỡ thì chúng tôi cũng sẽ sống theo tiêu chí là chẳng muốn giúp đỡ ai. Mà nay đang sống, em chết. Chúng tôi đã từng nhục nhã khá nhiều lần với một cái sự hoan hoang tự đắc vào đầu chương trình năm ngoái. Cho nên là về cuối chương trình chúng tôi cũng muối mặt rất là nhiều lần rút kinh nghiệm đó. Chúng tôi không muốn trải qua cảm giác đó một mình. Chúng tôi chia sẻ những cái điều đó cho những hậu bối để họ có cảm nhận chung cái sự nhục nhã này. Đúng rồi. Thật ra em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều này rồi. Cho nên là bản thân em chuẩn bị được cái gì là em chuẩn bị hết. Sáng hôm nay thì khi mà make up thì em đã lên Google để em tra xem những cái nốt ruồi nào để mình chấm thêm để nó tạo cho mình một cái phong thủy tốt. À. Thì là em đã chấm một nốt ruồi ở ngay đây là nốt ruồi giữa cung điền trạch giúp cho mình có đôi mắt tinh anh. Ồ, sao điền trạch mà tinh anh em? Điền trạch là đất đai mà ta. Nó ở gần mắt thì là giúp đôi mắt tinh anh, em thấy trên mạng họ giải thích thế. Nhưng mà điền trạch là đất đai nha em. Tại ý là mình chấm một cung điền trạch nhưng mắt mình lại tinh anh. Đó. Hay quá. Thế tiếp tục là chấm một cái ở mép này là để mình là có duyên ăn nói thuyết phục mascot đưa cho mình những cái gợi ý tiếp theo. Nãy giờ định phủi em nhiều lần. Không, anh ơi, em cố tình chấm vào đây một cái số 3 nữa trên gò má là để cho ra những quyết định mạnh mẽ
là trên mặt em có tổng cộng là 3 nốt ruồi để giúp cho em đưa ra những cái quyết định mà sáng suốt. Nhưng mà không có nốt ruồi nào liên quan tới thính giác nha, trong khi nghe là quan trọng nhất. Đây có nha, chưa giới thiệu hết là một cái ở ngay lỗ tai rất to là để nghe cho thính. Là ngày hôm nay em hết sức phong thủy. Chấm hết 4 nốt ruồi phong thủy mà vẫn đếm trật. Cái phần này sẽ được tua đi tua lại nhiều lần. Không, em tin là em sẽ làm được. Em sẽ tự cổ vũ tinh thần cho chính mình. Anh lo cho em nhiều. Wow, đôi tay vàng. Anh thấy nãy giờ em khiêm tốn đâu nói tiếng nào. Kiệm lời quá. Năm ngoái em nhớ em cúp dê nhiều mà. Không hề nha. Không hề. Em là người có lòng tự trọng cực cao, không hề cọp dê. Wow. Em hay nhảy múa với anh Thành thôi, diễn thôi chứ thực ra không hề cọp dê. Đó là diễn rất thật, rất điện ảnh. Anh với Tóc Tiên là chưa bao giờ cọp dê nhau nha. Wow. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Sao em thấy trùng đáp án cũng hơi nhiều. Có những cái nó tâm linh tương thông. Trí tuệ mà. Mùa 2 mà. Không biết anh Trinh Thành mong đợi gì ở format mùa 2 này có thay đổi hay là anh mong muốn sẽ thêm cái vòng đấu nào ạ? Riêng anh thì ở vòng năm ngoái chúng ta có những cái đấu đôi. Thì hy vọng là năm nay chúng ta sẽ có những cái trận đấu 3. Đấu 3. Đấu 3. Đấu 3, đấu 3. Đấu 3. Đấu 3 của em, đấu 3 là đấu 3. Anh mới mở màn mà tai nghe bị lạnh. Tai vàng này, dạo này nó mất giá. Mới vàng 18 rồi nha. Năm nay thả vô khoảng 30 người. Maybe. Có khi nào đây là DJ Wukong không? Nói cái gì cho nó đúng chứ. Thấy đa chọn màu hồng quá trời nè. Ngô nghiện, con đừng quăng miếng nữa. Quà, quà. Dạ. Quà. Con đi đây sư phụ. Quang Vinh à. Hồ Quang Hiếu. Em thấy khỉ này là có đi tập võ đồ lắm nè. Có khả năng nha. Mà em cũng có biết một cái người thích đi tập võ lắm. Nhưng mà bây giờ mình có cái dự kiện là sinh năm 86. Anh ông Cao Thắng. Ý da, hẹn chi hôm nay mới thấy kêu bay từ bên Mỹ về chưa gặp em luôn. Nãy giờ là em cũng không có đoán được. Nhưng mà đến lúc mà khi anh nhảy ra là em thấy anh hơi khựng 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 lại. Em nghi anh bị thoát gì đi đệm giống em. Hả? Thì đó. Trời ơi, nhìn bộ đồ biết. Lúc mà anh xoay một cái là anh chống chống cái gì nè. Em ơi, sao không? Mà em trù người ta vậy em. Cái năng lượng giống nhau anh. Em cũng bị thoát gì đi đệm mà. Hỏi anh, liền, hỏi. Anh ơi, anh là mấy anh? Lân ơi, em lộn qua anh rồi. Đó. Anh L8. Kìa, kìa, nè. Rất là sexy. Không có đâu, mình đang cố gắng đó. L nhỏ với L lớn cái nào nặng hơn? Tính đếm thì như vậy nè, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Em là L2, L3. Em với bắp ai nặng hơn? Anh bắp là L mấy? Giờ dưới đây nè. L8. Ngang nhau đó anh. L8 là em đang phải thêm một thời gian nữa mới lên tới đốt đó. Khỉ ơi, khỉ có bị chấn thương ở đâu như Song Luân nói không? Khỉ không có bị chấn thương gì hết à. Khỉ có ưa Song Luân không? Ưa. Có, tôi đoán như vậy. Hẹn rủ nhau đi uống cà phê mấy lần mà từ chối quá. Đây là bạn thân đó. Ai rủ em đi cà phê mà em không? Ê, đi cái câu xã giao đó, ê bữa nào cà phê nha, cái gần 10 năm sau cũng vậy. Em ơi, cái câu đó là cái câu kinh dị nhất cuộc đời. Dịch ra tiếng Việt nha, từ tiếng Việt qua tiếng Việt nha. Bữa nào cà phê nha, là đừng bao giờ gặp nha. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Trời ơi Thành ơi, anh mất niềm tin mắt cốt em quá, nói thiệt. Thiệt cái gì, có ai nói thiệt trên cái cõi đời này đâu mà. Thiệt. Ê nhưng mà lúc đầu không nghe quen, cho đến khi anh nói là bữa giờ rủ đi cà phê mấy lần mà không đi. Em tự nhiên em nghe cái giọng của anh thân nghe quen quen. Thân là lắm. Ai? Anh ơi, đừng chừa lương em. Thiệt không? Hay là anh Thiên Vương, MTV làm sao? Ê, em nhớ rồi, có một anh trong MTV rủ em đi cà phê. Sao em từ chối nhiều người quá vậy luôn? Có nhiều anh rủ em đi cà phê thế. Thế đàn ông ấy cứ rủ nhau đi cà phê làm gì nhỉ? Vậy là nhiều người không gặp em lắm. Không, chính xác. Thôi, bỏ, qua, qua luôn đi ạ. Có ai có dữ liệu gì về nhân vật khỉ hồng chưa ạ? Em biết rồi, I can feel it. Không biết từ ngày em đạt được chiếc cúp tai vàng, cảm giác của em như thế nào? Chảnh chứ anh, tự tin vào chính mình. Ở đây có một số nhân vật chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác đó. Ủa ai nói gì giống tôi vậy? Tôi không có chấm nút ruồi nào mà tôi vẫn có em thấy là chắc là sao em chấm em chưa thấy gì đây, lo quá. Anh thấy bên nút ruồi có vẻ hơi lặng. Hay là phải một lúc nó mới ngờ mất. Vương có thể nào đó là nút ruồi nó chấn lại không chứ phải là mở ra. Phải chấn, em xem trên Google 30 nốt ruồi phú quý trên gương mặt phụ nữ là em chọn ra những nốt quý nhất rồi. Người ta nó gọi là tham thì thâm. Ta 1-2 nốt thôi mà chưa tới 4 nốt. Thì bây giờ nó phải ngũ quan, nó phải em hết ơi, các nốt. Anh nghĩ là em không nên chấm nút ruồi đâu, em phải chấm nước tương. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam mùa 2 2023 xem sớm nhất trên VN và 21 giờ thứ 6 ngày 4 tháng 8 trên kênh V Channel.